kính chào quý vị và các bạn. Do mưa lớn, lũ trên sông Cam Ly, Lâm Đồng đã lên cao và đạt đỉnh sáng nay trên mức báo động 3 68cm. Hiện lũ đang xuống thế nhưng mà vẫn ở mức cao. Dự báo đến tối nay thì mực nước vẫn trên mức báo động 2 20cm. Mực lũ này khả năng sẽ gây ngập úng cục bộ, nguy hiểm cho bà con khi đi qua các cầu tràn và sạt lở đất dọc ven sông. Trong khi đó, dự báo đêm nay và trưa chiều mai, cả khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp diễn mưa dông, có nơi mưa to đến rất to, tương ứng với những nơi có màu xanh lá ở trên bản đồ, với lượng là từ 50 đến 100mm. Đề phòng với ngập úng ở các vùng trũng thấp, khu đô thị, cùng với dông lốc, sấm sét, gió giật mạnh. Riêng Tây Nguyên thì cần đề phòng với hiện tượng sạt lở đất ở các sườn núi, cao nguyên. Trong sáng mai thì trời có những khoảng tạnh giáo dịu mát, nhiệt độ cao nhất tại Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa sẽ là từ 27 cho đến 30 độ. Lui xuống thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác của khu vực Nam Bộ thì không nơi nào vượt quá 31 độ. Ở Trung Bộ, nhiều thành phố cũng có mưa trong đêm nay và ngày mai. Mưa gián đoạn đan xen với những khoảng nắng. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hóa trở xuống tới Phan Thiết sẽ là từ 30 cho đến 34 độ. Trở ra Bắc Bộ, chỉ một vài nơi có mưa rào nhẹ về đêm và sáng, còn trong ngày mai thì trời sẽ nắng và oi nóng lên. Nhiệt độ cao nhất tại thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, sang tới Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ sẽ là từ 32 cho đến 34 độ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận tới Cà Mau ra phía tây của huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa dông. Gió ở đây mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Trái lại, huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, ngày mai trời nắng, tầm nhìn xa trên 10 km và gió ở đây khoảng cấp 3, cấp 4. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo cho các thành phố trên cả nước vào ngày mai.